Xin chào tất cả các bạn. Nếu như nhìn như thế này thì chúng ta sẽ thấy rằng đây là một cái chậu lan ngọc điểm trồng rất bình thường và một chậu đất nung. Nhưng thực tế thì đây là một sự kết hợp rất đặc biệt giữa cái chậu đất nung này và một phần của cái bình dầu ăn. Cái cách trồng này nó rất là hiệu quả, giảm áp lực cho chúng ta vào việc chăm tưới, và thứ hai nó sẽ giúp cho bộ rễ này không bị vươn ra ngoài mà chủ yếu nó sẽ ăn trực tiếp ở trên giá thể và trong cái chậu này thôi. Cách trồng này nó như thế nào thì mọi người hãy theo dõi clip của Duy Anh hôm nay nhé. Những cây lan ngọc điểm này nó được trồng trên giá thể gỗ, nhưng mà hiện bây giờ thì tôi sẽ trồng những cây này vào chậu. Những cây lan ngọc điểm tôi đã tách nó ra khỏi giá thể cũ. Để trồng nó bây giờ tôi sẽ sử dụng cái chậu đất nung. Loại này độ bền nó rất cao. Giá thể để trồng nó thì tôi sử dụng vỏ thông. Đây là vỏ thông thường của Việt Nam, cỡ lớn. Loại này tôi đã ngâm qua nước vôi hơn 10 ngày. Nước vôi đậm đặc nên là việc nấm mốc gần như bị loại bỏ. Dòng lan này là lan đơn thân, rễ gió. Nó hút nước và thức ăn từ những cái đầu rễ non này. Để cho bộ rễ nó phát triển mạnh và rễ nó không phải đi lang thang, đi xa để tìm hơi nước, thì tôi sẽ tạo cho nó một cái khu vực chứa nước nhỏ ở chính trong cái chậu này. Tôi sẽ dùng cái bình nhựa. Bình nhựa này là cái bình đựng dầu ăn. Căn cứ vào kích thước của chậu, tôi sẽ sử dụng phần đáy của bình từ đây xuống. Chúng ta được phần đáy có thể chứa nước, phần này không đục lỗ. Chúng ta bỏ lọt nó vào trong chậu. Trước hết ta bỏ vỏ thông vào bốn góc. Nếu như chúng ta không có vỏ thông to đủ để bỏ phủ bề mặt của cái khay nước này thì chúng ta sẽ dùng que để sâu vào các cái gác lên trên mặt của cái khay nước này. Còn trong trường hợp này tôi có vỏ thông lớn không lọt xuống được, tôi sẽ bỏ cái này bên trên. Mục đích là để nó che cái phần miệng, các cái giá thể không rơi xuống đó được. Bây giờ tôi sẽ làm cái điểm tựa cho cây. Tôi sử dụng cái thanh nan lồng chim. Cái loại này nó làm bằng cái sợi thủy tinh. Nó không bị mọt mục như gỗ và cũng không bị han gỉ như sắt. Nó cách được nhiệt, do đó dùng cái này là tốt nhất. Nếu mọi người không có thì chúng ta dùng bằng dây kẽm hoặc là dây kẽm bọc nhựa, nhưng cố gắng là loại không gỉ rét. Chúng ta tạo thành một cái vòng cung để chúng ta đặt cây lan vào đây và cho nó tựa vào. Tiếp theo chúng ta cho cây lan to nhất vào. Tùy vào kích thước chậu để chúng ta xác định số lượng cây. Lan này thì chúng ta nên trồng là cây to phía sau và cây nhỏ phía trước.
Đấy, dùng cái này làm điểm tựa thì nó tất cả các cái lá lan nó đều được tựa vào đây, nó rất vững chắc. Và sau này khi mà cái bộ rễ nó ăn bám chắc vào chậu rồi á, thì chúng ta có thể gỡ bỏ cái đó được. Chúng ta bỏ khéo léo làm sao cho toàn bộ cái, cố gắng là cái rễ nó nằm ở trong chậu. Sau khi trồng được cây thứ nhất vào rồi thì cái phần phía trước này chúng ta vẫn cứ để nguyên như thế, chưa bỏ cái gì cả. Nhưng phía sau thì chúng ta chét vỏ thông cho nó kín vào, vì phía sau này nó không có ảnh hưởng gì đến cái phần chúng ta tiếp tục trồng nữa. Còn phía trước thì để chúng ta là bố trí cái rễ của cây tiếp theo. Bây giờ chúng ta làm nơi để cố định cây tiếp theo. Cây tiếp theo thì nó nhỏ hơn, nên là tôi sẽ dùng cái thanh này với kích thước là 60cm. Nếu như cây có điểm, đã có điểm tựa và nó vững chắc như thế này thì chúng ta không cần buộc dây nữa. Còn trường hợp mà nó không vững chắc thì mọi người có thể buộc dây vào, tạo cái điểm tựa cho lá. Đối với cây này chúng ta cần phải có hai cái dây buộc vào đây để hỗ trợ việc cố định cho cây. Ở đây tôi dùng loại dây này. Cái dây này là dây lõi thép bọc nhựa. Chúng ta cắt kích thước dài khi mà gấp đôi lại thì nó rộng hơn cái lá này một ít. Ta cho vào đây và xoắn lại. Sau đó vòng qua cái lá. Cố định lá lại. Chúng ta không siết chặt nhé, để một nới lỏng thôi. Đấy, chỉ cần thế là được. Đối với bên này cũng thế. Như vậy là cây lan đứng rất là chắc. Dưới này chúng ta chét vỏ thông. Và trên này thì có dây này để giữ lá rồi. Thì cây lan sẽ không lung lay và rễ sẽ nhanh bám. Sau khi trồng xong cây này chúng ta lại bỏ thêm vỏ thông phía sau. Vì đây là dòng rễ gió và rễ nó rất là to. Có những cái rễ nó to hơn cả ngón tay cái của chúng ta. Do đó là chúng ta nên trồng vỏ thông to. Và cuối cùng chúng ta trồng cái cây nhỏ này vào. Như vậy là chậu này là chậu thế, là theo kiểu 3 cây. Bố trí 3 cây. Nhưng mà đây là một cách cố định rất là hiệu quả. Mọi người có thể là thực hiện theo, nó rất hiệu quả. Cây có đứng vững thì rễ nó mới ra được. Tiếp tục dùng dây để cố định lá. Và cuối cùng là chúng ta kiểm tra lại để xem có cần điều chỉnh gì không, và bỏ thêm những miếng vỏ thông vào để cho nó làm cái nơi bám cho rễ sau này. Sau này khi mà rễ nó ra rồi thì chúng ta mới bỏ phân. Phân thì mọi người có thể bỏ phân dê hoặc phân trùn quế đóng túi. Chúng ta bỏ lên bên trên mặt chậu. Trong kiểu này chúng ta không nên rải phân. Rải phân vào nó sẽ bít vào
cái phần giá thể. Riêng dòng lan này nó ưa thông thoáng, rễ nó muốn bò lan đi các cái nơi len lỏi vào trong phần giá thể. Chúng ta không nên trồng các cái vỏ thông nhỏ và bỏ các cái loại phân để nó làm nó bít cái bộ rễ lại, thì bít cái giá thể lại là không tốt. Đó, như vậy là tôi đã trồng được một chậu lan ngọc điểm, nó rất là đẹp. Dù mới trồng thôi nhưng mà nó đã thấy đẹp rồi. Và cái độ vững chắc rất là cao. Như thế này thì cây rất là thuận lợi trong việc là phát triển bộ rễ. Như thế này khi chúng ta tưới thì một phần là nước ở từ trên xuống, một phần nữa là trong này nó đã chứa được hơn 1 lít nước ở trong cái phần bình ở dưới này rồi. Nên là chúng ta có thể yên tâm khi trời nắng, nếu thiếu nước khoảng tầm 3 đến 5 ngày chúng ta không tưới thì cái hơi nước bốc lên vẫn có thể là giúp cho rễ lan nó hấp thụ được một phần ở dưới, rễ ở dưới này lên. Nên là cái việc chăm tưới chúng ta cũng đỡ áp lực hơn. Nếu mọi người thấy cách làm của Duy Anh hay và bổ ích thì mọi người mong mọi người cho Duy Anh một nút like, và nếu như có thể thì đăng ký kênh để chúng ta theo dõi những cái clip Duy Anh ra tiếp theo, giúp cho anh vừa là động viên vừa là phát triển kênh của mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, xin chân thành cảm ơn.